Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Amy DIY. Sau những giờ học tập và làm việc mệt mỏi thì các bạn thường làm gì? Còn tôi thì công việc nó cũng chỉ loanh quanh ở nhà thôi, cho nên là tôi rất thích mua những cái món đồ thủ công về làm. Nó vừa giải trí mà vừa giúp chúng ta lánh xa điện thoại nữa các bạn. Đây là một cái bộ làm DIY thủ công, chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn và sẽ có được một chậu sen đá rất là đẹp luôn á các bạn. Tuy nó làm bằng giấy thôi nhưng mà tôi nghĩ là sẽ sử dụng được khá là lâu đó. Đối với những cái người mình mọc như tôi á, thì thường hay trang trí ở trên bàn làm việc á, là cây cối nè, hoa lá đồ đó, cho nó hợp mệnh và làm việc nó cũng sung sức hơn nữa. Phải công nhận là những bộ này thì không cần sự khéo tay cho lắm, bởi vì tất cả đều đã được người ta cho sẵn hết rồi. Nhưng mà nó cần nhiều thời gian nha, tại vì chúng ta phải cắt nè, rồi dán theo chỉ dẫn nữa mới hoàn thành được cái sản phẩm. Rồi nói nãy giờ thì tôi đang cắt những cái vật mà trong tờ giấy nó in ra sẵn các bạn. Đó là những cái cánh hoa nè, có hoa xương rồng nè, hoa sen đá, rồi có những cái dây leo để trang trí nữa. Và tiếp theo thì tôi sẽ làm một cái chậu nha. Chậu này thì người ta làm rất là giống thật luôn á các bạn. Ráp hai cái mảnh này lại với nhau bằng keo sữa để tạo thành một cái chậu cây nè. Chậu này thì có hình lục giác và sau khi tôi dán lại hết các cạnh á thì tôi cảm thấy nó rất là chắc chắn luôn các bạn. Và để còn chắc chắn hơn nữa thì người ta sẽ cho mình một cái miếng giấy nữa. Miếng giấy này thì nó sẽ có hình giống như là đất vừa đó, đất để trồng cây á, dán vào thì trông càng thật luôn á. Bộ này thì khi tôi mua người ta còn cho mình chọn loại giấy nè, rồi loại mực in hay sao tôi cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn nó bền hơn thì các bạn sẽ chọn loại giấy tốt hơn nha. Tiếp theo thì tôi sẽ dán những cánh hoa vào để làm thành một cái hoa sen đá rất là đẹp. Hoa này thì tôi nghe nói còn có tên là hoa liên đài và ý nghĩa của nó là biểu hiện cho tình yêu bất tận nè, thể hiện sức sống đầy nghị lực, và nó còn có phong thủy rất là tốt và tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc, cho nên người ta rất là thích để ở trên bàn làm việc, giúp cho gia đình, sự nghiệp, con cái được thăng tiến hơn nè. Tiếp theo sẽ làm đến cái cây xương rồng và chúng ta sẽ ráp lại những cái mảnh này tạo thành cây xương rồng nhé. Đó, nếu mà không có điều kiện chăm sóc cây mà muốn trưng bày cây á, thì chúng ta nên nghĩ đến việc đó là cây bằng giấy nha các bạn. Thì tôi thấy nó cũng rất là thú vị. Bây giờ thì sẽ dùng keo sữa nè để dán hết tất cả những cái mảnh mà mình đã làm từ nãy đến giờ và trang trí lên vào cái chậu cây. Những cái lá đầu tiên mà tôi dán á, là lá của cây lưỡi hổ nè. Tiếp theo là cây xương rồng nha. Chúng ta sẽ dán vào đây. Rồi kế tiếp nữa thì là nhân vật chính của chúng ta, đó là một bông hoa sen đá rất là đẹp, rất là xòe. Đó, mình sẽ dán nghiêng nghiêng như thế này để tạo cái độ tự nhiên cho cây. Tiếp theo là dán hai cái loại cây dây leo hay là lá gì đó, tôi cũng không biết đây là người ta cho sẵn, nhưng mà nó rủ rủ xuống rất là đẹp luôn nè. Và chỉnh xíu là chúng ta đã hoàn thành xong cái chậu cây ngày hôm nay rồi. Nhìn cũng thích mắt ghê các bạn. Nếu mà nhìn không kỹ thì tôi sẽ tưởng đây là một chậu cây thật á. Trang trí lên bàn làm việc rất đẹp nè. Nhớ follow để xem video tiếp theo nha.